Nguyễn Ba lên AB mới được nha. Rồi, lên cái gì? Lên full AB á, rồi phải lên full AB á. Rồi. Rồi quan trọng nhất là cái ngọc đó nha anh ba. Cái này tao biết chơi mày ơi. Ok anh ba. Gặp xe lép của này. Đâu anh gặp hai chú Phi kìa. Chú Phi à. Đây là chú Phi núp đây này. Cho núp luôn, cho núp luôn anh, cho núp luôn anh. Cho núp luôn. Anh ba giúp anh ba. Cái vậy? Cái hạt quan trọng hạt nha ba, quan trọng hạt nha. Lùm hạt qua đi, cứ lùi đi. Lùm hạt anh vô. Rồi, đi lùm hạt. Rồi, cướp hạt. Qua luôn. Khai súng lên nè. Rồi. Chơi này nè. Điều vôi. Đây, yếu ba, yếu thầy ba, xuống hạt. Giữ lại anh, vô. Chạy trên, ban, chạy trên. Nó lấy hạt Quyền ơi. Dẫn lại nè. Ây da. Này giết kiếm này, giết Quyền không lát anh. Bình tĩnh ba, hồi sinh em được nha. Cái dòng anh có. À cái dòng á hả? À bình tĩnh nha. Bình tĩnh ba này nha. Không chơi nha. Hồi sinh em không bình tĩnh. Trời ơi, mày chạy qua trước thì anh chạy được mà. Quýnh anh Quyền. Em đợi ba già, cái ba già. Em ra đi cái cổng. Mày hồi sinh không? Anh giữ vị trí được. Rồi, con ba. Cái tay dài vậy sao bấm nổi khó. Cái tay già rồi. Ôi còn đánh đạt thiếu đốt mà. Harry thiên thạch ta. Harry với thiên thạch ta. Nhọc cùi quá ta. Thử cái coi. Ủa sao mà không có cầm cho mình được nè. Ngọc ngon anh ba, càng ấu càng ngon anh ba ơi. Ok. Má tính ra là mình đéo có điểm gì luôn cả. Sao anh ba, mình quan trọng đường dài anh ba ơi. Em cứ đánh nha, giữ vị trí của anh nha. Rồi. Hiểu anh Vũ, vô địch luôn anh Vũ. Hiểu. Vô địch đó nha. Ngọc của em là vô địch thiên hạng luôn á. Là phải nhường mẹ em đúng không? Không, ai ăn cũng được anh. Xào luôn anh. Ủa đâu vậy? Hạc à. 43 rồi, xong đó anh ơi. Anh ba đánh con anh ba. Anh ba giữ chứ. Rồi anh cho win đó đi. Rồi. Được không? Đi cái anh về. Có tiêu nè. Em lượm máu đâu, lượm máu. Ôi súng nó bắn đầu quá mày. Máu rồi. Rồi lượm luôn. Súng nó bắn đầu lượm chứ luôn anh. Quyền vô giáp hồi sinh em anh Quyền. Hồi sinh. Anh cứ đứng cạnh anh nữa mày gì thằng nó làm gì. Giải nhất rồi. Chạy chửi nhau rồi. Tướng của anh Quyền lỡ quá. Giải nhất rồi. Giờ đấy TT với lại anh Bơ đánh nhau rồi. Em Bơ quên rồi. Cho TT với Tam Mao khó luôn. Chị anh lấy thôi anh Quyền ơi, khó rồi. Lao lên làm gì, tay dài hơn mà. E cái gì lấy cúp mà, e lên. Má, hết chiều luôn. Đèn quá, hết chiều rồi. Cái cặp đó mềm quá vậy. Má, có chiều là lụm rồi. Ê, cái ngọc của anh có ở đâu ta? Ngọc anh á, sao ạ? Yêu cầu. Ồ, game này nên anh tăng không tao chứ khi không có gì luôn. 100% tốc độ đánh. Ai gì à? Trời ơi. Ai gì cặp đó thì chuối mềm. Chuối mềm. Cặp này chuối mềm nha. Tôi cứ chơi đi để em lấy gờ con này cho. Rồi. Rồi xào đi. Em lấy gờ ngày chơi ngày gì á. Rồi nó đập súng anh ba, anh ba cấu máu đi anh ba. Ôi. Ơi chơi Galo cũng được vậy. Trời ơi, cái gì vậy cái? Chạy anh ba làm sao anh ba? Rồi về đây. Đúng rồi, mình hơn đó là được cái máu anh ba. Khó rồi. Có tâm áo khó rồi. Tưởng này lỡ thôi anh ơi. Đánh đi khó rồi. Cái gì nhất rồi? Đánh đi cả. Cái gì đứt rồi. Ai dê luôn, ai dê luôn. Ai chơi. Ai dê luôn.
Đấy nhà game em lên tăng ngon quá. Cà nó nhảy linh tinh quá không búp được cho đó. Em nhảy khó búp. Trời ơi, chị Vi với lại anh Quyền mềm. Ủa trời. Ai tôi phải phải có đồ mới ngon á. Bố mạng nữa là lộm anh ơi. Em nghĩ là em lên tăng em bắt tử anh ba, nên tăng nha anh ba. Cứ đánh mà cứ quy á. Nên tăng nha anh ba. Ủa bố mạng nó có tính hai, tính hai đúng không? Không sao rồi, bật hai đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng anh. Tính cả hai luôn á. Ơi, bật cái nút rồi. Rồi, đi luôn, đi luôn. Tăng mẹ ta. Bây giờ gặp hai chú Phi nữa kìa, gặp hai chú Phi kìa. Chắc cũng quên ba, cắn thuốc quên ba ơi. Ê quên á, anh kia mất cái nhậu đợi hai à. Anh phải giết bên kia cho bên kia mất cái nhậu được đó. Phải lấy máu họ lên. Chị hai à, chị hai ngon hơn rồi. Tỉnh nha, thì gai ba gà bình tĩnh nha. Dạ. Sao lượm máu anh ba ơi, nhấp nhảm lượm máu anh ba. Ây da. Em chê cho anh ba nè ba. Tôi sẽ lấy bên. Thì ăn được mạng, thì ăn được mạng. 7 rồi, 7 rồi, 7 rồi, 7 rồi. Được mũi. Khó rồi. Ba lết cho đội sinh vi. Dễ quá, game nó dễ quá. Liên tục hồi phục. Đòn đánh gây thêm sát thương và tí. Đòn đánh sẽ gây thêm. Thu thập đòn phủ đầu đi. Ui, là cái này được không ta? Một ngon à. Ủa, một ba lá trắng như một. Có mình xay nha anh ba. Khi bắt đầu mỗi vòng đấu thì anh là một con lu đánh tay luôn á. À, cái trắng thắng là còn là kiểu đánh càng lâu càng mạnh anh ba. Anh đủ chưa? Vì sao ngon em đó. Anh phải búp siêu cho em. 3 với 1. Bây giờ cái rồi, game này để cho anh búp siêu cho em càng nhiều càng tốt nha. 3 lá trắng. Để anh lấy được cái tiền thưởng kia. Cứ quy thôi, nó vô thì chơi. Xào luôn. R đâu. Rồi đây. Anh ba phá túng phụ em lên ba, em không phá túng được. Thì đánh bình thường đi. Sao anh Dũng đi anh ơi. Rồi từ từ giết cái. Rồi ok. Để búp cho anh full này luôn. Rồi sao tiếp anh Dũng ơi. Rồi từ giết cái, để cho nó dậy đi, dậy. Khó rồi. Dạ anh Quyền. Anh này đủ rồi ca. Trời anh Quyền cũng nhắn cái kia nữa. Khó rồi. Rồi, sao một đồ nữa mình nhớ không? Có rồi. Từ từ. Không xong rồi. Gần đủ rồi. Đủ chưa? Hai mấy rồi. Mày gấp quá vậy. Ồ anh ba kêu đủ rồi, em mới giết. Gần đủ. Còn 3 mẫu, 12 mẫu à. Anh ba kêu đủ em mới giết. Rồi đủ rồi. Hai em mua giảm hồi mẫu nha, mình chơi nữa. Với mỗi một à, với mỗi một AB. Anh đánh lộn rồi nha. Với mở 1 AB. Em cứ em nhìn nha. Với mở 1 AB đúng không? Vậy cái này sao? Cover rồi, chút cơ mà. Vậy cái này sao? Chiều quá nhiều đó, xài hết rồi anh Quyền bắt cover hoài thôi, cũng khó nha. Cái kia có 80, cái này tới 100. Rên gá. Rồi, tự xử nha. Ok anh ba. Lập máu anh ba, nó tròn. Kệ anh ba, kệ họ. Chạy thôi. Giết hết rồi, cài ơi. Giết em ngược quá chứ. Trời ơi, cho hồi sinh luôn, hết rồi cho hồi sinh luôn. Khó nha, khó rồi. Họ sinh lên cao.
dễ dữ trời. Đổi bờ đó anh bờ. Game dễ, game dễ. Bắn hơi đau á, bắn hơi đau á cai, anh bắn hơi đau á. Tại có mũ hả? Tại có mũ là gì? Game mà nhiều áp quá, thằng ca nó lên cái chị ga nó bắt giữ. Quyền ơi. Quên. Thêm 40% nữa mà quên. Game mà nhiều áp quá. Thật. 40%. Lên chị ga chụp. Cá khó rồi, gần như là end game rồi. Gần như là end game rồi, có win sẽ như này. Không sao. Anh chơi anh ba không anh mời. Có biết này cái đầu. Chết rồi. Hà bắn quá. Thì sao là tôi chiến quyền ở đâu á, phải hỏi sinh anh chắc. Sao mày cứ lao lên rồi anh không hiểu lắm. Hỏi sinh anh đi chắc anh cứ lao lên không vậy, nên chạy em ba ơi. Được, họ canh rồi. Anh đang đâm ở đây mà cứ lao lên như thế này vậy, gần như là end game rồi. Đứng cái mập rồi em chắc mập gì đó anh Quyền. Rồi được rồi, cái hai cái. Trời ơi, nó sẻ mạnh quá. Mà nó lại ra, nó chết rồi. Nó solo được cây, solo được. Ây da. Solo được. Cái sẻ mạnh điên luôn mà đợi solo. Không sao anh ta thích nó bắt tử cho, thích nó đồ cho. Đánh chúng kẻ được đồng biển năng sẽ tạo dựng. Sau khi bất động mà. Được đánh. Của bạn. Cho dồn. Con luôn full bắn tay luôn rồi cái. Nó đâu ta? Bây giờ. Mấy sao em lên tăng. Hai quỷ à. Trên em bắt tự được tiếp đổi đồ. Ron đi chứ. Giờ ông ghê lắm luôn rồi coi. Giờ nó đặt đào cái. Lên hết đi, còn nhiêu thì lên hết đi. Tổng đam 30.000. Ai mà điên à? Hết đồ đi. Ai lấy vậy? Cái điểm này điểm gì vậy ta? Ủa cái này là cái gì vậy? Cái cuốn của nó kìa anh ba, thấy vô cuốn anh ba coi có chưa cuốn luôn á. Trời ơi, anh ba bóc phi sao mà thua? Rờ đâu, Kalio rờ đâu? Này đứa NCC cứng quá. Mạnh quá. NCC cứng nhất mà anh Quyền đòi rờ. Rờ chỗ nào không biết vậy? Có vợ anh Quyền trắng đam cho anh Quyền trên, Quyền đòi rờ. Cái cam ai trên? Mẹ cho khác nó cancel rồi anh Quyền ơi. Vô cặp tướng lỡ chịu nha, khó cho anh Quyền. Anh Ram cứu anh ba này anh ba. Cứu anh, phải cứu anh. Tiến lên bắt tử anh ba, yên tâm. Cái chi cuối nó nhìn xấu anh không để ý. Anh ba chạy để em chơi cho. Rồi, để anh ăn cái này cắt. Nhưng mà hơi cá mềm nha. Vậy rồi. Cái em lên tăng cho anh ba cho. Em bán một team mình cho. Rồi, lên tăng cho anh ba cho, nghe căng quá là. Nghe ghê hơi quá. Nhưng mà quan trọng anh ba có sống không chứ. Quan trọng là hai anh giết được em không đó, một chuyện đó chứ. Quả cầu anh ơi. Quả cầu hả, quả cầu nào? Căng quá nè. Quả cầu á, thiệt quả cầu á. Ở đây hả, bó rối hả? Chẳng là hai anh giết em không thôi. Còn có cả. À, xin giáp, xin kháng phép. Nó bự chủ, không có sao được vậy. Anh chủ đồ kỹ dữ không? Nhìn nó lại chết. Trời ơi, cái gì vậy? Châu quá vậy? Không sao anh ba, em bắt tử được. Quên đồ năm. Con Silas mạnh điên, Silas cũng thêm cái tỷ lớp siêu nữa. Bắt đợt. Silas này mạnh điên. Trời ơi. Tóc biến lên luôn rồi. Vừa mà mình hôn tóc biến, mình hôn tóc biến ra, mình hôn tóc biến ra. Muốn cần nhường cho thằng rau không? Có tóc biến quá, khó. Silas chụp rồi, Silas lỗi. Có cần nhường cho thằng rau không? Có rồi. Có rồi. Tóc biến rồi nó ôm cái. Không biết làm sao luôn. Bên kia cơm gạo rồi. Nhường cho thằng rau. Gán nhường thêm á. Lâu một tí hút máu không ta? Thôi không cần đâu.
Trời, em đang suy nghĩ. Rồi, bán giày anh ba bán cái đấy nó khó. Nó đóng 4 4. Bán đôi giày hả? Bán giày á chứ bán cái đấy nó cái đấy mạnh mày. Giày nó kháng phép mà được mà anh. Kháng phép hả? Kháng phép là cái nào ta? Hay hay là lần này đi. Ừ, lần này. Lên dây chuyền giờ thì lên giáp thì chất thiên nhiên nữa. Anh ba ơi, em nên tăng cuối ba anh ba. Ủa lên đồ xong mày không cứ lên đồ rồi được ta. Ừ, cứu anh được. Không, ờ bây giờ em bây giờ anh có tốc biến, có tốc biến, không sao đâu. Anh thầy ơi cản cho anh ơi. Anh chói họ lại đó anh ba ơi. Đâu ra, anh không kịp ba. Rồi rồi, anh giết được hết á. Em cứu được, em cứu được anh ba cho em, anh trâu lắm, anh trả cho. Mày cứ giết đây. Anh trả cho. Nó là bù kiểu bùi thạch á. Anh trả. Bắn tài đào vãi liền, thầy. Cái cầu xung quanh nó cả đâu vậy, bãi trưởng anh.